Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tỳ Long Club. Lại là tôi, là Tỳ Long, kiện tướng quốc gia. Sau khi phần 1 tôi đã hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật giao ngắn cơ bản theo nguyên lý đối xứng, thì tiếp theo hôm nay, trong phần 2 này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật giao ngắn nâng cao, sẽ làm cho đối thủ là khó phán đoán cú giao bóng đó ngắn hay dài, giúp cho các bạn dễ dàng triển khai lối chơi tấn công hơn trong thi đấu. Và điểm đặc biệt của kỹ thuật giao ngắn nâng cao này là gì? Đó chính là điểm tiếp xúc khi bạn giao bóng của cái quả bóng trên mặt bàn, nó sẽ nằm ở cái vùng gần cuối mép bàn cùng với cái vùng diện tích tiếp xúc khi bạn giao dài. Có nghĩa lúc này khi chúng ta giao ngắn, giao dài thì điểm tiếp xúc quả bóng trên bàn nó như nhau. Và ưu điểm thứ hai là khi các bạn sử dụng cái kỹ thuật giao ngắn nâng cao này, các bạn tiếp xúc bóng nó ở gần cuối mép bàn, thì khi cái quả bóng nó vượt qua khỏi cái đỉnh cao của cái vòng cung, thì lúc nó rớt xuống bàn của đối thủ thì lúc này cái quỹ đạo nó sẽ rớt thấp hơn, và nó sẽ làm cho cái độ nảy của cái nhịp thứ hai nó sẽ rớt nhanh hơn, dẫn đến đối thủ sẽ không có thời gian nhiều để tạo ra những cái kỹ thuật tấn công bạn ở trên bàn. Còn khi các bạn sử dụng cái kỹ thuật giao ngắn cơ bản theo nguyên lý đối xứng, thì khi các bạn giao gần sát lưới bên bàn của các bạn, thì khi quả bóng nó nảy lên, nó vượt qua lưới, lúc này nó sẽ trên đỉnh cao, thì cái quả bóng dẫn đến độ nảy thứ hai trên bàn của đối thủ nó sẽ cao hơn, dẫn đến đối thủ có khả năng là dễ tấn công hơn cú giao bóng của bạn. Và bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết của kỹ thuật này. Thì nó cũng tương tự như những kỹ thuật giao bóng khác, thì bạn cũng phải chuyển trọng tâm, xoay hông, dùng lực của cơ thể của bạn khi các bạn tiếp xúc bóng. Và để đảm bảo cho cái độ nảy của quả bóng sang bàn của đối thủ được thấp hơn, thì khi các bạn tiếp xúc bóng thì cái thời điểm bạn tiếp xúc bóng nó phải cao ngang đầu lưới. Và ở kỹ thuật tiếp xúc này, để giao ngắn đạt hiệu quả cao thì bạn phải tiếp xúc ở phần nửa dưới gần cán vợt. Các bạn nhớ tiếp xúc bóng ở phần nửa dưới gần cán vợt. Và đồng thời khi tiếp xúc bóng, các bạn phải hạ thấp trọng tâm thật nhanh để cho cái quả bóng nó chạm ở vùng phần cuối gần mép bàn. Ưu điểm của kỹ thuật giao bóng ngắn nâng cao này là khi các bạn ứng dụng nó trong thi đấu, các bạn tiếp xúc nó gần mép bàn, thì đối thủ khi nhìn điểm tiếp xúc bóng gần mép bàn, họ dễ nhầm tưởng cái cú giao bóng của bạn là dài. Họ có thể là chuẩn bị tấn công, giật cái quả giao bóng của bạn, nhưng bất ngờ nó sẽ ngắn lại trên bàn. Thì khi đó đối phương
sẽ bị lỡ bộ thì chắc chắn là họ sẽ không có thời gian họ làm khó bạn, thì bạn rất dễ dàng có khả năng tấn công tiếp theo. Thậm chí là họ có thể là đỡ lỗi ngay cái cú giao bóng đó. Và sau đó họ có thể đề phòng những cái quả giao bóng ngắn nâng cao đó của bạn. Thì lúc đó họ sẽ chuẩn bị để đỡ cái quả giao bóng ngắn đó. Thì bất ngờ các bạn có thể kết hợp những cái quả giao bóng dài thì chắc chắn dẫn đến sự bất ngờ lớn dành cho đối thủ. Các bạn có thể ứng dụng kỹ thuật giao ngắn và giao dài cùng một điểm thì chắc chắn các bạn sẽ gây khó đối thủ rất nhiều. Nhưng có điều, cái kỹ thuật giao ngắn nâng cao này nó sẽ khó thực hiện hơn kỹ thuật giao ngắn cơ bản theo nguyên lý đối xứng. Nếu như khi các bạn thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp hoặc các bạn thi đấu gặp vận động viên được đào tạo một cách chuyên nghiệp, thì khi các bạn dùng nguyên lý đối xứng là các bạn giao ngắn thì các bạn tiếp xúc ở vùng gần lưới, các bạn giao dài các bạn tiếp xúc ở ngay gần mép bàn, hai điểm tiếp xúc bóng trên bàn khác nhau như vậy, thì đối thủ họ được đào tạo, họ nắm nguyên lý và họ nhìn điểm tiếp xúc trên bàn của bạn, họ chắc chắn họ sẽ dễ dàng chuẩn bị trước để họ có thể là tấn công trên bàn hoặc tấn công ngoài bàn rất nhanh, dẫn đến bạn khó có thể giành được quyền tấn công trong thi đấu. Và ở kỹ thuật giao bóng nâng cao này, nó rất khó thực hiện
hơn là kỹ thuật giao bóng cơ bản theo nguyên lý đối xứng, nên các bạn cần phải có thời gian luyện tập và các bạn cần phải tập luyện hàng triệu lần. Vì vậy, tôi có sản phẩm những cái quả bóng tập chất lượng. Các bạn có thể tập bóng đơn, tập bóng nhiều và các bạn có thể dùng nó để thi đấu tập rất là hiệu quả. Nó có chất lượng tương đương với những cái quả bóng thi đấu 3 sao trên thị trường. Và tôi có những cái sản phẩm cốt vợt, giá cả rất phải chăng nhưng mà chất lượng rất tốt, không thua bất kỳ hãng nào trên thị trường. Nếu các bạn cần những dụng cụ bóng bàn thì xin hãy ủng hộ tôi và nhắn tin cho tôi qua số điện thoại. Và nếu các bạn thấy video của tôi hay và hữu ích thì đừng quên cho tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi ngày càng phát triển hơn. Và để cho tôi có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều video hướng dẫn tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn những video hướng dẫn tiếp theo.